Kiev bị tập kích trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO. Quân đội Ukraine cho biết Nga tập kích thủ đô Kiev bằng UAV vài giờ trước khi hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Litva bắt đầu. Đối phương không kích Kiev lần thứ hai trong tháng 7, Sergei Popko, lãnh đạo cơ quan quân sự Kiev ngày 11 tháng 7 thông báo. Một số nhân chứng tại Kiev nói nghe thấy tiếng nổ giống âm thanh các tổ phòng không đánh chặn mục tiêu. Ukraine phát báo động không kích khoảng 1 giờ tại thủ đô Kiev và lâu hơn ở một số khu vực của miền đông nước này. Quân đội Ukraine tuyên bố hạ toàn bộ 28 UAV Nga bay tới thủ đô Kiev, song mảnh vỡ làm hư hại một số ngôi nhà trong khu vực. Không có tổn thất về người trong vụ tập kích. Oleg Kiper, tỉnh trưởng Odessa thông báo phòng không Ukraine bắn rơi 22 UAV Nga, tập kích khu vực, hai chiếc đâm vào một tòa nhà hành chính tại cảng Odessa, một kho ngũ cốc và một tòa nhà tại cảng Odessa bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt, không gây thiệt hại nghiêm trọng hay tổn thất về người. Đợt tấn công diễn ra vài giờ trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius, Litva. Lãnh đạo các nước thành viên NATO dự kiến thảo luận vấn đề liên quan hậu quả của chiến sự Nga ukraine cũng như dự kiến phê chuẩn kế hoạch toàn diện đầu tiên của liên minh sau khi chiến tranh lạnh kết thúc nhằm đối phó bất cứ cuộc tấn công nào của Nga. Giới chức Ukraine đang hối thúc NATO đưa ra lời mời nước này gia nhập liên minh trong hội nghị thượng đỉnh. Ngoại trưởng Dmitry Kuleba khẳng định Kiev hiểu rằng họ chưa thể vào NATO khi chiến sự chưa kết thúc, nhưng lời mời gia nhập sẽ là thông điệp mang tính chất biểu tượng. Nga chỉ trích NATO cùng cường quốc hàng đầu thuộc liên minh là Mỹ vì ủng hộ và viện trợ quân sự cho Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 10 tháng 7 cảnh báo Nga coi NATO kết nạp Ukraine là mối nguy hiểm tuyệt đối và mối đe dọa với đất nước chúng tôi, khẳng định Moscow sẽ đưa ra phản ứng rõ ràng và kiên quyết. Các quan chức chuyên gia phương Tây và Ukraine nhận định, Nga nhiều lần tập kích nhằm ngăn chặn chiến dịch phản công của đối phương. Hoạt động này khiến Ukraine rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi phải chọn triển khai các tổ phòng không bảo vệ đô thị quan trọng hay đơn vị tiền tuyến họ cũng nhận định nga có thể muốn làm cạn kiệt đạn phòng không ukraine khi buộc lực lượng nước này phải khai hỏa liên tục các quả đạn đất điên để hạ tên lửa hoặc uav giá rẻ tình báo ukraine cho rằng nga đang tập trung tấn công kho đạn và cứ điểm nhằm làm gián đoạn chiến dịch phản công của họ